đi thì khó khăn, đi cái bước chân không mà đi mình không là thấy khó rồi đó. Đây cô bác quý anh chị quay cho, đây là chú Hùng với lại bạn của chú ở Canada hỗ trợ dịch nè, với bò hôm nay nhìn dịch nó lớn ghê á. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Dạ anh Sang chào. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì trên cái đoạn đường này nè thì mình vô nhà anh Sang, nó khác hơn so với những cái đoạn đường trước mình đi và mình phải băng cái đoạn đường đất này nè cô bác quý anh chị. Có một chị Mạnh Thường Quân ở Canada, chị đó giấu tên, bây giờ tặng đồ cho anh Sang, bây giờ mình phải coi vô khảo sát để coi như thế nào để quay lên cho chị xem, cũng như là cái đoạn đường đi khó khăn như thế này nè. Đi anh Sang ơi. Dạ. Xe thì phải gỡ ở ngoài kia, ở ngoài quán. Ngoài quán cái đường này á, cái bờ đê á cô bác quý anh chị, nó nhỏ lắm nên thành thử ra là việc mà này hổm còn ướt nè, người ta gạo rồi. Nên việc mà vác đồ á, bàn ghế đồ vô á, bây giờ khó khăn quá. Cưng quay đường sáng. Cô bác quý anh chị, lúa này mới xạ nè. Rồi thành thử ra là đất nó rất là ướt luôn. Mà đi thì khó khăn, đi cái bước chân không mà đi mình không là thấy khó rồi đó. Dự định là mua cho anh nệm giường. Bây giờ vô coi cái hoàn cảnh của anh sống sao rồi, sau Tết thì cuộc sống đỡ hơn không? Cũng đỡ nè. Đỡ không anh? Rồi cũng đỡ, sống cũng được. Thì nó đỡ hơn lúc trước. Đó đang Tết vui không anh? Dạ cũng được. Được. Cái gì cũng không được. Vui, không có, ít có người vô này kia. Ở nhà tự ăn Tết ơn à? Nhà con ăn Tết có mấy cha con ở nhà ăn. Ờ, cô bác của anh chị thấy không? Cực khổ ghê á. Có bây giờ người ta không cho mình đi đường kia rồi. Đó là thành thử là lội bộ rồi đường này, đi phải quần đùi luôn á. Hôm nay thì có thằng em mình, nó sẽ mình nó sẽ quay cái kênh miền sông nước với cô bác với anh chị, nó sẽ quay với gia đình anh Sang, mình sẽ hướng dẫn cho nó đi quay, cho nó làm YouTube chung với mình. Anh Sang ha. Mai mốt mà là đây là em ruột của em á. Em ruột em. Dạ mai mốt thì anh quay với em ruột em nha. Dạ. Thì nó rồi tắt đi, đi dài quá sợ cô bác quý anh chị thấy. Rồi, cô bác quý anh chị, cái đoạn đường ngoài kia đó, từ ở ngoài đó đó mình thấy nó, mình phải đi bọc qua cái hàng cây cây kia, rồi sau đó đi bọc bờ bờ đê này, rồi sau đó mới đi đây nè. Cái đường nó đi rất là xa luôn, ngay cả cái việc mình đi không thôi là cũng đã khó khăn rồi mà nè, nói chi là bắt đồ vô thiệt tình luôn á, quá khổ hay sao ha. Dạ. Sống rồi đó, giờ ở đây không gà vợ có dài không? Không anh ơi. Có liên hệ với anh không? Không. Không luôn ha. Dạ. Vì lúc trước nó đi rồi bỏ sim, đâu giờ đâu có liên lạc gì được. Anh bỏ sim hay gì? Bỏ sim. Anh bỏ sim? Bỏ sim luôn. Xé sim bỏ luôn. Thôi ngừng đi. Cô bác của chị đến vội hơn 15 phút mới đến nhà của anh Sang. Bà có với ông nội, với ông già vợ. Chung già vợ ha. Ô mai ra tốt rồi kìa. Ha. Dạ. Vô dịch nó lớn vậy đó hả? Dạ. Ô 60 con còn đủ ha. Nè cô bác quý anh chị quay cho, đây là chú Hùng với lại bạn của chú ở Canada hỗ trợ dịch nè. Với bò, hôm nay nhìn dịch nó lớn ghê á. Nhìn mấy dịch lội kìa, đã ghê không? Nhìn nay nhìn ngon lành ha. Hôm đó nay hồi nhỏ nó có hai ba con kìa rồi. Dịch này hốt dịch tốt rồi cô bác quý anh chị, cô bác quý anh chị thấy anh Sang giăng lưới không? Đây nè. Quay qua đây, bên đây cho cô bác quý anh chị thấy nè. Đây, giăng lưới là lên đây nó ăn. Rồi gãy lúa đây anh Sang ha. Gãy lúa bên kia. Kìa tụi nó lội kìa. Có bày kìa, đã ghê á. Đây. Anh Sang ơi. Bò sao anh Sang? Bò thấy hôm đó nãy cũng im. Cắm cỏ này cô bác quý anh chị.
cỏ này là để nuôi bò nè, cắm ở cái bờ bên kia luôn rồi đó. Sao quá, không biết cô bác quý anh chị thấy rõ không? Rồi đi vô nhà. Có tivi để đây đó hả? À. Rồi chị giấu tên ở Canada, rồi tặng cho anh Sang một cái tivi mà anh Sang anh không chịu, anh nói có cái tivi này, mình tính là gắn lên trên đó đó cô bác quý anh chị. Hôm nay thì mình vô khảo sát trước. Dương à. Dương. Với lại đây là cái giường. Dương. Chưa có nệm. Trời ơi, nãy đi đâu nữa rồi cà. Đây là cái chổng, cái chiếu thì chắc chút xíu nữa là đường xa như thế này chắc có lẽ là tranh thủ thời gian mai mốt gì à. Mình hoặc là tuần sau mình mua nệm luôn. Ô, đồ đạc cũng còn lũ khủ dữ ha. À. Ừ. Qua đây đi hàng mấy cây xào đồ. Hang bò đâu anh? Hang bò ở bên đó nó nằm trong. Nằm ha. Qua đây quay bò. Mày kêu nó nhà nó đi đâu tiêu ngủ bả nữa không biết. Ăn khỏe không? Nó ăn cũng ngày cũng bộn. Dạ hả? Có vô tắm rửa gờ nữa rồi không anh? Có chứ. Để chuồng cho nó khô đó ha. Nhớ kỹ thuật chăm sóc nuôi. Đây là bò nè. Đó. Không ngày cái cuộc sống mình đó không? Thấy đường cũng đi khó khăn quá. Khó khăn nhưng mà cũng sống cũng được. Sáng là đưa con đi học rồi đi cắt cỏ gì cho bò ăn. Ừ. Ăn Tết lớn không? Có lớn gì đâu. Hôm nay đi cũng bình thường, ở nhà có mấy cha con không có gì đâu lớn. Hôm nay đi là đây thì Dương đi rồi. Không biết nó đi đâu rồi, không biết ngủ rồi anh, không biết. Vậy thôi đi, còn Trân với là Lý thì đi học chưa về. Dạ. Cho nó mát. Đồ đạc chất nào xài không được thì bỏ anh Sang ơi. Rồi cứ về kêu nó sắp xếp lại nha. Ừ. Rồi nói cho cô bác với anh chị mừng coi, không nghe cuộc sống sao rồi. Dạ, nay cũng đỡ rồi, cũng ổn lúc trước rồi. Dạ hả? Dạ. Ăn rồi mấy bé? Bé thì Tết này cũng nó cũng ăn uống đồ này kia, nó cũng đi chơi với trong nội rồi nó rước nữa. Cái việc chăn nuôi của mình nó có cực chứ không? Dạ không, cũng không có cực gì mấy. Hôm nay là có nhiêu ngày mình chưa lên sóng ta? Cũng hôm nay cũng lâu rồi. Cũng gần tháng hả? Ừ, cũng có nửa tháng chứ gì. Nửa tháng. Quay cô bác anh chị hôm nay thì nói chung về cái phần nhà cửa của anh Sang ở cô bác anh chị. Thì nói thật cô bác anh chị thì cũng như lúc trước bữa hồ cũng có nói là cái nhà này thì mới xây. Mình làm cái nhà đầu tiên mình xây luôn. Nên cái việc mà nếu như mà em mà dự trù kinh phí là đủ. Nhưng mà tại lúc đó anh thì phải làm, anh ứng tiền để làm cái này làm kia nữa. Yeah. Nên là nữ hay là nhà như thế này thì coi như là nó chưa hoàn thiện hết 100%. Yeah. Nhưng mà có nơi che mưa che nắng. Đó. Yeah. Rồi có vốn chăn. Ờ con. Có vốn thì chăn nuôi. Thì bây giờ cố gắng quay cho cô bác của anh chị xem. Yeah. Rồi thăm anh với lại mấy bé, hôm nay mấy bé đi học rồi. Dạ. Thôi chào cô bác với anh chị đi chứ sao giờ. Hứa cái gì khoảng mấy tháng sau rồi sao? Mấy tháng sau nó có được đàn dịch lớn. Ừ. Bán hả? Dạ. Bán kiếm tiền xài. Dạ. Lâu lâu bắt con nhậu. Con cũng cảm ơn các cô các chú với Mạnh Thường Quân. Ừ. Vậy cũng con cũng rất cảm ơn. Hết nghèo lại mắc eo cô bác của anh chị. Lúc trước thì nghèo thì cái đường đi được, bây giờ hết nghèo lại mắc cái đường. Khổ thì khổ. Thôi cố gắng nha. Dạ. Rồi chào cô bác của anh chị. Nói chung là hôm nay quay này lại thông tin cho cô bác của anh chị biết là tình hình của anh Sang hiện nay vậy á. Chào luôn.